nó có thật, nó tạo cho sự đau khổ, nó tạo ra cho có thể rằng là mất mẹ, mất con mất ba, ông bà mất sớm hơn. Thì mình thật sự là mong những cái người nào đó mà có một cái suy nghĩ, Covid là một cái hốt, xin lỗi bạn, xin lỗi mấy người mà suy nghĩ sai lầm như vậy. Là đây là sự thật đang chào tất cả nhà ở đây nghe của Phúc á, đau đớn và sợ hãi, sống không bằng chết trong lòng. Và chắc cái này mọi người cũng nghe rồi đúng không? Của gia đình Phúc cũng như Maika bên Việt Nam, ở những tiểu bang khác, ở những thành phố khác ở trên thế giới này đang theo dõi từng ngày và cầu nguyện cho Maika từng giờ. Thì mong những người đó hãy suy nghĩ lại và cẩn thận hơn cho gia đình mình. Đi ra đường thì phải cẩn thận, ở nhà có con cái nhỏ thì phải cẩn thận hơn nữa, có người cha, người mẹ, người ông, người bà lớn tuổi thì phải cẩn thận cho họ, chứ đừng nên mọi người nghe này chưa, vì cái sự mà selfish của mình mà tạo ra sự đau khổ khác cho người thân của mình hay là bạn bè của mình. Mình muốn nói lên những cái lời mà trong cái tấm lòng hiện tại của mình bây giờ, phải vừa lo lắng cái tánh mạng của vợ mình, và lo lắng cho tánh mạng của 4 cha con mình hiện tại đang ở nhà, và mấy cháu nó còn nhỏ quá, nó chưa có nhận xét được là mẹ nó đang chịu khổ như thế nào. Mỗi đêm ngủ mà một đứa nó cứ giật mình dậy 1-2 lần mỗi đêm, mà nó cứ khóc hòa lên và nó xin bà hãy gọi cho má mì nó hết, mà mình không có thể gọi được hết. Cái cảm giác đó nó làm cho một người đàn ông làm chồng làm cha như mình, người ta bị như này mà chúng nó còn nói là người ta xạo ấy các bạn. Cái cảm giác đó làm cho mình yếu ớt, mình thấy là mình không có thể nào mình chống chọi nổi. Khi mà mình thấy con mình nó khóc như vậy, nó kêu mẹ ơi, má mi ơi, con má mi, con má mi, con má mi, mình không làm được. Cái cảm giác đó nó có thể uống trà rút nó uống trà tốt lắm mọi người, uống trà đấy nó cũng mình nói với những người mà làm cho cơ thể mình nó khỏe mạnh lên. Con Covid-19 không có thật, đúng rồi. Nhưng em Covid-19 có thật, vậy nên có nhiều người mê em. Nô ký chuẩn bị đai rồi cô ơi. Vậy hả? Khi mà chị nằm viện rồi, chắc là người ta xì ra là có thật rồi. Cách ly như vậy đó, thì không biết là cái vấn đề kinh tế nó có khó khăn hay không ạ? Cũng ổn. Đấy. Bây giờ cái bọn Ngụy Vũ, mấy cái con bé tí, mấy cái lũ mà đi ra ngoài đường mà giống như là biểu tình đấy, bây giờ chúng nó ăn nói với những cái người này như thế nào à? Rồi những cái người mà nghĩ rằng sẽ không có cái con Covid đó, không có cái bệnh này á, người ta chết thì chúng nó suy nghĩ như thế nào, chúng nó nói gì với cái cộng đồng Việt Nam bên đó hả? Cái lũ khốn nạn đấy. Chúng mày làm tin tức thì chúng mày làm, nhưng mà khi chúng mày không biết rõ được cái chuyện đấy thì chúng mày đừng có lên đây, chúng mày lừa bịp. Chúng mày vì cái đồng tiền của chúng mày phun nước bọt để kiếm tiền, đúng không? Muốn làm cái ông này bà kia thì chúng mày cứ việc làm. Nhưng mà đừng có, khi mà cái bệnh này nó như thế này, chúng mày nói là không phải, cái đấy là tự người ta đưa ra, không có cái bệnh này. Bệnh này nó cũng chỉ như cúm mùa thôi. Đi theo cái ông tổng thống. Bây giờ chúng mày nói chuyện với người ta như thế nào hả? Còn bé tí mày này, cái thằng Ngụy Vũ đài kinh thế. Phan Kỳ Nhung ra đi rồi đó. Đấy, cái bằng chứng thực tế. Không chắc là nó lại nói là đấy là tin không đúng, ông đó ông già ông chết thôi, chứ đâu có phải vì cái bệnh đó đâu. Mà chúng nó bị cái bệnh này, chúng nó không dám cho người ta nghe thấy, tại vì sợ người ta chửi, đúng không? Những cái đứa chống cộng đấy, mà những cái đứa về phe cuồng Trump ấy, là nó không dám đưa ra cái tin này, hiểu không? Nó không dám mà đưa ra bố mẹ tôi chết về cái bệnh này. Khi người ta bị những cái bệnh như thế, phải như cái người đàn ông trẻ này đưa lên nửa vòng trái đất nói gia đình ông bị như thế để làm gì? Để cho những người Việt Nam ở bên đấy đừng có nghe cái bọn cuồng Trump nó nói, nó rêu rao. Cho nên là cái đó là một cái hành động tốt để cho mọi người phòng bệnh. Phan Kỳ Nhom chết là tin chính xác, phải không cả nhà? Chắc vậy rồi, mấy cái người ta đưa tin là chính xác rồi. Ở bên đấy có vài ba mống à, nó xì ra là chính xác rồi. Đấy, những cái người đấy chết vì bệnh ấy, thì bây giờ ăn nói với người ta như thế nào? À, cái bọn Ngụy Vũ mới lại bé tí ấy. Cái này là gừng, các bạn, mứt gừng. Uống trà. Mình đôi khi mình bị dị ứng phấn hoa đó, nó ngứa cổ. Mình pha trà thật đặc, hoặc là này lấy cái bã trà đó, cứ thế nhai thôi, nó làm cho hết bị ngứa. Cái trà này tốt lắm, trà Việt Nam đó. Ngày xưa mình về Việt Nam mình mua qua. Cho nên những cái người ở Việt Nam rất là nhiều người hút thuốc Lào đó, hút dã man luôn, nhưng mà người ta uống trà, người ta uống đặc lắm. Thế là người ta ít bị giống như là ung thư này kia các thứ đấy, uống trà tốt đó. Đấy, cái bọn chó chết đấy, nó đi nó phao tin, trong khi á, chết như dạ mà nó bảo là bệnh này không có. Đợt nào về ship con ít cherry cô nhé. Nhiều khi về đúng cái mùa ấy, cái mùa này mà về ấy, thì có nhiều strawberry hay là cherry hay là cái gì đó. Nhưng mà về vào những cái đợt khác thì hiếm có lắm. Cho nên là nhiều khi muốn mang về cũng không mang được. Hôm qua đi hái, về cứ ngồi đây ăn thôi. Chắc mình cũng phải trồng một loạt ở đằng sau nhà kia, xong rồi đến cái mùa cherry ấy, nó chín, xong bắt đầu mình để cửa, ai muốn vào hái thì bỏ tiền vào cửa, rồi vào ấy hái mệt nghỉ, ăn một mệt nghỉ. Đúng không? Cái đất nhà mình đằng sau kia làm được cái farm. Khi nào tới não Hà Văn Sơn? Mình không phải là mong cho người ta bị bệnh hay là như thế nào đâu, nhưng mà cả cái thế giới này người ta phải gồng mình nên người ta chống bệnh chống dịch, mà chúng nó cứ xem xét cái lỗ mồm ra là bệnh này không có thật, rồi đất Mỹ nó bịa ra đó, rồi là Trung Quốc giấu dịch. Nó nói Trung Quốc giấu dịch, nhưng mà khi nó nói về Mỹ thì nó bảo là những cái người làm về y tế là báo cáo là cái đảng này đảng kia là nói nhiều lên. Thế nên thì thằng Mỹ với thằng Trung Quốc giống mẹ nó nhau rồi, nói cái gì nữa, đúng không? Con được đùa cô thôi, thấy cherry ngon quá. Biết mà, chứ làm gì có ai nói thật. Thì mình cũng mong cho mấy cái đứa mà mồm nó to đấy, nhất là các con bé tí, mấy con thằng Ngụy Vũ, mấy cái đứa mà chuyên môn đi tuyên truyền những cái đó, thì để cho nó bị đi, để cho nó cảm giác được cái bệnh này nó như thế nào, đúng không? Chứ không phải cái người dân Mỹ bây giờ cứ cho là cái y tế nó tốt đi, nhưng mà nhiều người bị á, thì làm gì có chỗ để cho chúng nó nằm, làm gì có nắm cái máy thở thế mà cứu người ta. Thì cuối cùng là cho dù cái y tế có tốt đi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không lại được, hiểu chưa? Cho nên không có cái gì bằng phòng cháy hơn chữa cháy ấy. Bệnh tật thì phải phòng chứ. Cũng giống như suốt ngày mọi người cứ sợ cái bệnh ung thư này, sợ bệnh ung thư kia, cho nên ăn uống về này kia chai nọ. Nhưng thực tế mọi người, cái gì nấu chín thì cái vi trùng con mẹ gì nó cũng chết hết rồi, đúng không? Chỉ có ăn sống, ăn những cái thứ sống, rồi ăn những cái uống những cái thứ rượu bia, rồi hít hút nhiều vào thì dễ bị bệnh thôi. Nhìn những cái ông vô gia cư ấy, cứ ngồi nói được vài câu lại ngáp, nói được vài câu lại ngáp, là cái dân thèm thuốc đó. Thì những cái dân đấy thì ở đâu mà không có, mà giúp được cho mấy cái người đấy để thành người ấy khó lắm mọi người, đúng không? Ai nhìn thấy những cái hoàn cảnh đấy thì cũng đáng thương thật. Nhưng mà chúng nó thường nói ở bên đấy sung sướng lắm, rồi cái gì cũng chính phủ lo cho, vậy mà nó còn không đứng được lên thì ai giúp được nó, đúng không? Không ai giúp được cả. Rồi là mấy người dạo này nhiều người đi quay những cái người vô gia cư, nhiều người vào xem, đắt hàng, vô gia cư dạo này đắt hàng. Về não nói không có Covid. Đúng rồi, những cái đứa mà nói là không tin rồi là thế này thế nọ, thế cái trai đưa chính trị vào ấy thì cho chúng nó bị trước đi, để cho chúng nó biết thế nào lễ độ, đúng không? Mọi người ở trong đời, trên đời này á, ai cũng phải bị bệnh, ai cũng phải ốm, ai cũng phải yếu ốm, rồi cũng có một lần bị bệnh tật này kia các thứ, cũng phải có một lần đau yếu, chứ không có ai hoàn toàn từ ngày sinh ra cho đến khi chết mà không bị bệnh tật, không bị đau yếu, không bị ốm. Cái đó là hiếm, không bao giờ có, đúng không? Thì mình á, tưởng tượng ra khi mà mình ốm đau á, mình như thế nào đấy đã, thì mình hẵng nói, đúng không? Trong khi ở mồm cứ ra giả ra suốt ngày nói là Việt Nam ở nhiều ung thư, rồi ăn bẩn, rồi ung thư, rồi này kia các thứ. Thế nhưng mà thực tế cái bệnh nó sờ ra toàn cái thế giới này, mà chúng nó đi bịp cái cộng đồng Việt Nam ấy, chúng nó không có đâu, cái bệnh này làm gì có. À, do cái nó chỉ giống như cúm mùa thôi, nó làm gì như cái đảng đó nó nói vừa phải thôi các ông các bà ha. Đấy, bây giờ chết ngón củ tỏi ấy. Bao nhiêu người Việt Nam bị chết ấy. Chết vì Covid rồi, bây giờ chúng nó ăn nói với người ta ra làm sao? Ok, vậy thì các bạn giờ đi nấu cơm, lát nữa con nó đi làm về. Mình nói cũng đâu dám nói to đâu, nói bé đấy. Đứa con gái nó đang nằm, nó ngồi nghe phone người ta gọi tới, nó làm ở nhà mà. Đến bây giờ nó đã được đi về công ty nó làm đâu, nó phải ở nhà nó làm thôi. Nó ngồi nghe phone liên tục, người ta gọi đến suốt ngày luôn. Ngồi nghe ông mệt lắm. Nhưng mà nó làm ở nhà nó lại sướng. Đói cái là lấy đồ ăn vừa nói cũng được, vừa ăn vừa làm cũng được. Không tốn tiền xăng. Đó, không tốn tiền đi xe lửa. Đó, không tốn tiền ăn. Bây giờ nó đi làm đến công ty là phải lái xe. Nếu mà nó lái xe là đi thẳng lên công ty, có chỗ thì còn đỡ, không có chỗ này mất tiền đỗ xe. Rồi nếu mà nó đi tàu hỏa ấy, thì nó lại phải mất tiền đổ xăng cho xe của nó, chạy ra đó, để xe ở đó, xong rồi đi xe lửa, lại mất tiền xe lửa nữa. Nên nó làm ở nhà nó sướng hơn. Cần mỗi cái computer đấy là nó cứ thế nó làm rồi. Có cái là nó làm mà mình không được nói to, không được làm gì hết. Nhiều khi mình đùa nhau mấy ông xã mà hét ầm ĩ lên, nó nói thôi. bên Mỹ con virus nó đang cho dân Mỹ nghỉ sướng thế còn gì. Đói dài mõm à, khổ lắm với mọi người. Mấy cái người mà nhà hàng, nhà hiếp rồi không cẩn thận đã sập tiệm đâu sung sướng. Thì người ta một ngày, một tuần người ta kiếm bằng bao nhiêu tiền, bây giờ đóng cửa một tuần mất bao nhiêu tiền. Mà tiền thuê ở đây rất là nhiều. Những người ta mua luôn tiệm rồi không nói, những người phải đi thuê rất là khổ, nhất là dân làm neo. Bây giờ Úc này được làm lại rồi, nhưng mà nó cách mét rưỡi, cứ cách nhau mét rưỡi. Mỗi người đi vào tiệm phải cách nhau mét rưỡi. Ví dụ như trong cái khoảng đấy nó có bao nhiêu thì mỗi một đợt khách vào người ta cho đủ với số lượng thôi, ta không cho nhiều. Cái thằng kia nó mở nhạc âm lên. Ok, vậy đi các bạn ơi. Chị ơi, Tết về Việt Nam không chị? Về làm sao đâu, bao giờ có vaccine đã, có thuốc ngừa đã, thì muốn về mình mới yên tâm về. Chứ bây giờ thuốc ngừa không có, chưa có. Đấy, xong rồi về mình lại bị cách ly nữa, đâu có thời gian mà về như thế. Ít phải 2 năm nữa thì mới đi được du lịch. Tại mình có gia đình nữa, nếu mà độc thân thì đi không sao các bạn. Có gia đình rồi, con cái ở đây rồi, mình chỉ đi tranh thủ thôi. Ok, vậy đi nha mọi người. Bye bye.